À, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi tiếp về một số vấn đề mà chúng ta sẽ nắm vững khi mà chúng ta làm việc ở trên InDesign. Trước tiên là chúng ta sẽ làm việc với màu sắc một chút đã, không phức tạp nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ đụng tới màu sắc khi mà làm việc ở trong bất cứ một thiết kế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ tô màu cho chữ này, cho các hình vẽ mà chúng ta tạo ra ở trong InDesign. Thế thì để tô màu thì chúng ta sẽ phải chọn một cái đối tượng mà chúng ta muốn tô. Ví dụ một hình chúng ta vẽ là như thế này, thì ở trong InDesign cung cấp cho chúng ta một cái cửa sổ gọi là cửa sổ swatches này. Thì bảng swatches này thì nó rất là ít màu thôi. Đấy, nó chỉ có một số các màu cơ bản. Ví dụ như là chúng ta in offset. Do đó thì các màu cung cấp cho chúng ta là các màu theo cái chuẩn gốc của offset. Ví dụ như hệ màu của chúng ta là hệ màu CMYK. Thì đây, C này, M này, I này, K này và một số một vài cái màu nhỏ nhỏ. Thế thì về cơ bản là chúng ta sẽ có những cái màu đó thôi. Còn sau này khi mà chúng ta cần một cái màu nào đó thì chúng ta thường là chúng ta phải pha ra và lúc này thì hoặc là chúng ta sẽ nhập vào từ những cái tài liệu khác. Đấy. Thế thì để tô màu thì rất là đơn giản là chúng ta chọn màu, chúng ta bấm chọn vào đây, chúng ta tô. Và màu ở đây thì chúng ta có hai thứ, một là màu tô cho bề mặt và hai là màu tô cho đường viền. Đường viền thì nó là ô này. Và chúng ta muốn tô bề mặt thì chúng ta kích hoạt cho cái ô màu bề mặt nó nổi lên trên. Còn chúng ta tô đường viền thì chúng ta kích hoạt cho ô đường viền nổi lên trên. Màu thì vẫn lấy ở đây thôi, không có gì khác cả. Chỉ có điều là cho cái hộp nào nổi lên trên có nghĩa là chúng ta đang tô cái dạng màu đó. Có thể là loại bỏ màu đi bằng cách là chọn ô màu, sau đó thì chúng ta bấm vào lệnh là gì đấy ạ? Hủy tô, đúng không? Hủy tô này chúng ta có thể sử dụng cho cả hai trường hợp là hủy tô đường viền lẫn hủy tô bề mặt. Thế còn đấy, tô lại thì lại chọn vào cái ô màu của chúng ta cần. Như thế đấy là cái phương pháp để chúng ta tô màu, thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên như bạn thấy ấy, thì cái màu của chúng ta nó rất là ít ở trong cái ô swatches này. Thế thì trước hết là chúng ta can thiệp vào một giá trị, đó là giá trị tan. Một cái ô màu khi mà chúng ta tô vào đây thì nó bao giờ nó cũng để cho chúng ta là cái tỷ số là 100%, có nghĩa là màu này là cái mật độ hạt màu nó sẽ đậm đặc và nó sẽ phủ kín hết cả mặt giấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta để ở các cái chế độ mà tan cho này không phải là 100% thì lúc đó nó sẽ nhạt đi. Nhạt đi là do màu nhạt đi hay là do như thế nào? Thực ra đây là mật độ hạt màu khi mà nó in nó sẽ ít đi. Đấy. Nó sẽ ít đi so với lại cái màu gốc 100% và do đó thì cái mật độ hạt màu nó phủ không kín hết cái bề mặt giấy. Nó vẫn còn những khoảng rỗng nhất định nào đó và do đó thì cái màu giấy nó sẽ ăn ngược lên và nó sẽ làm cho chúng ta thấy là cái màu này nó trở nên nhạt hơn. Đấy. Thì bất cứ màu nào các bạn cũng đều có thể là chọn và các bạn thay đổi cái tan cho này. Ngoài cái cách này ra thì các bạn còn có thể là sử dụng các bạn còn có thể sử dụng cái bảng color ở đây và bằng cách là chọn đây, bạn có thể bấm vào cái ô màu này. Thế và khi bạn bấm vào ô màu thì nó sẽ hiện ra một cái bảng gọi là bảng color picker. Bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ nào đó. Sau khi bạn chọn rồi thì nó sẽ cập nhật cái màu đó lên đây. Nhấp OK thì nó sẽ cập nhật cái màu mà chúng ta mới chọn vào trong này. Hoặc giả bạn có thể là nếu mà thấy thấy cái ô color này nó hiện ra ở đây thì bạn cũng có thể chọn theo kiểu gọi là kích trực tiếp vào đây. Đấy. Sau khi kích trực tiếp vào thì là bạn có thể cập nhật luôn cái màu đó vào. Đặc biệt để ý cho tôi là có hai cái ô ở đằng cuối này, một ô là màu trắng, một ô là màu đen. Đây là hai màu mà thuộc dạng gọi là cơ bản, nó nằm ở trong 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 thiết kế.
Đó, in ấn một màu trắng chính là màu giấy, màu đen chính là màu mực đấy. Ngoài ra thì ô ở bên trái là ô năn là hủy tô. Thế còn chọn một màu bất kỳ thì chúng ta sẽ bấm vào đây, bấm trực tiếp vào đây đấy, hoặc là các bạn nhập nút vào đây. Tuy nhiên thì tôi cũng phải lưu ý một tí về cái cách thức mà tô màu, chọn màu trong ở trong thiết kế in ấn này. Tại vì là về mặt nguyên tắc thì thực ra là hiển thị ở trên màn hình thì không có vấn đề gì xảy ra cả đối với bất kỳ màu nào mà bạn chọn. Tuy nhiên là khi mà in ấn thì người ta sẽ có một cái phương pháp xử lý quen thuộc, đó là phương pháp làm tròn. Làm tròn là như thế nào? Làm tròn có nghĩa là chúng ta sẽ không có những tham số dạng như thế này. Nó sẽ được quy về một cái hệ là 0 và 5. Đấy, ví dụ màu này thì khi mà làm tròn thực sự thì người ta sẽ làm tròn là người ta sẽ điều chỉnh thêm một tí. Ví dụ như tham số màu ở đây của tôi đang là C là 100, M là 4, Y0 và K là 38 như thế này, thì tôi sẽ chuyển nó thành ra là 100, 5, 0 và 40 chẳng hạn. Đấy, quy tắc của người làm thiết kế, người ta sẽ cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện đi. Người ta sẽ không để các tham số lẻ, các tham số không tròn. Đấy. Thế thì trong thực tế thì sẽ có rất là nhiều người hỏi rằng là thế thì cái tham số thay đổi như thế này thì có làm cho cái màu nó khác đi hay không? Tất nhiên là tham số đã thay đổi thì màu sẽ khác, nhưng mà khác ở một cái mức độ mà vẫn có thể chấp nhận được. Mắt chúng ta nói là tinh nhưng mà thực ra nó không thể nào mà nhận ra được những cái sự thay đổi 1-2% màu như thế đâu. Đấy. Cho nên là thường là người ta sẽ cố gắng đưa về một cái hệ làm tròn. Cái này thì nó cũng sẽ phân biệt ngay lập tức đối với cái người mà amateur mới làm với lại cái người mà đã làm lâu kinh nghiệm. Chỉ cần kiểm tra nhanh các cái tham số về mặt kỹ thuật và thêm một cái nữa là về cái tham số màu. Đấy. Và người mới làm thì thường là bao giờ họ cũng chỉ có chọn màu và họ không bao giờ có để ý đến cái chuyện gọi là tham số và là bao nhiêu. Đấy. Thế thì cái người nào mà làm hoặc là được trải qua một cái quá trình làm việc rồi, tích lũy được kinh nghiệm rồi, hoặc là đã được chỉ dẫn một cách chuẩn xác thì bao giờ họ cũng sẽ làm theo cái cách là quy tròn hết về cái hệ là 0 và 5 như thế này. Thế thì đây là cái cách thức để mà chúng ta có thể là chọn màu. Thế nhưng mà còn một cách nữa. Một cách nữa đó là cái gì? Cách nữa đó là chúng ta tự pha. Đấy, chúng ta tự pha, chúng ta tự tạo màu. Thế thì chúng ta tự pha hoặc là chúng ta tự tạo màu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thông thường thì người ta sẽ làm theo cái cách là người ta sẽ chọn đó, chọn bằng cách là chọn một cái màu bất kỳ nào đó đang có ở trong cái cửa sổ swatches này đấy, và họ chuột phải vào họ chọn lấy một một trong những cái lệnh ở đây đấy là new color swatch hoặc là duplicate swatch. Thế là sau khi mà họ thường là lệnh duplicate thì nó sẽ nhân bản ngay chính cái màu đang có, sau đó thì họ sẽ nhấp nút vào để họ hiện ra cái bảng Swatch Option như thế này để mà chỉnh sửa. Đó, lúc đó thì người ta sẽ điền các tham số vào đây. Thế và màu thì đương nhiên tôi xin nhắc lại, đó là màu để in, do đó là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ là CMYK như thế này. Thế nhưng mà lưu ý một chút là ở trong cái phần này thì có một cái trường nó gọi là name with color value này, thì nó được đánh dấu sẵn vào, tức là tên màu sẽ không có cái tên theo kiểu là xanh hay vàng hay đỏ hay hồng hay tím gì đó, mà nó sẽ đặt tên theo cái chỉ số màu. Đấy, chỉ số màu là như thế nào? Chỉ số màu chính là bốn cái màu gốc là C bao nhiêu, M bao nhiêu, K bao nhiêu, Y bao nhiêu, đúng không? Thì người ta đọc màu theo các cái tham số như thế. Ví dụ như là tôi cần một cái màu gọi là màu đỏ cờ chẳng hạn, thì tôi chỉ cần đọc là
không, 100%, không, ví dụ như thế. Không ở đây là cyan là không, xanh là không, magenta là 100, màu vàng, yellow là 100 và black, màu đen là không. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ làm việc theo cái cách là đọc các tham số màu này thôi. Nếu mà bạn làm việc thì chắc chắn ở cái phòng thiết kế của bạn nó sẽ có một cái bảng chỉ dẫn màu nào đó. Đấy, bảng chỉ dẫn màu là một cái quyển như quyển catalog về màu, và ở trong đó nó sẽ có các ô màu, và mỗi ô như thế thì nó sẽ có một cái chỉ dẫn về tham số là bao nhiêu. Bạn muốn lấy một cái màu nào đó thì bạn rất là đơn giản là bạn dở cái quyển mẫu màu nó ra, bạn nhìn, bạn xem đến lúc nào bạn cảm thấy ưng cái màu nào thì bạn sẽ xem xét kỹ cái tham số của nó, sau đó thì bạn lấy cái tham số đó bạn điền thẳng vào đây là xong. Đấy, tất nhiên nếu mà chúng ta bỏ cái này thì sao, chúng ta bỏ cái này thì cái source name này nó lại cho phép các bạn là điền một cái tên khác vào. Tuy nhiên một cái tên như thế này thì nó sẽ đem lại nhiều cách hiểu khác nhau. Một cái tham số thì không chỉ chỉ có một cách hiểu duy nhất thôi. Đấy, nhưng mà một cái tên thì có thể hiểu khác nhau. Ví dụ bạn bảo là màu xanh ngọc, có thể một người khác lại hiểu màu xanh ngọc là màu khác, còn bạn lại hiểu màu xanh ngọc là một cái màu nó lại hơi khác đi một tí. Cho nên cái cách mà đặt tên thì thường hoặc là sẽ phải lấy theo chuẩn tên quốc tế nó đã đặt. Đấy, hoặc là không thì tốt nhất là nên để nó ở cái chế độ là để theo tên. Nhưng cũng còn một cách nữa, đó là các bạn đặt theo cái mục đích tô màu. Đó. Ví dụ mục đích tô màu là gì? Chẳng hạn như là bạn ghi là màu của logo hay là màu của băng sét chẳng hạn, thì cái đó nó sẽ dễ hiểu. Đó. Tại vì cái màu này là màu rõ ràng để tô cho một cái đối tượng rất cụ thể, mang sách báo chẳng hạn, hay là mang sách tạp chí, hay là ví dụ như là nếu mà bạn làm một quyển tạp chí ở trong đó nó phân ra làm các cái chuyên mục khác nhau, chẳng hạn chuyên mục tin kinh tế, hay là tin hay là thời sự trong nước, hay là tin văn hóa hay tin thể thao, thì ví dụ bạn cũng có thể đặt tên theo cái chuyên mục. Vì sao? Vì là những cái màu đó nó sẽ được dùng đi dùng lại xuyên suốt. Nếu mà đã là tạp chí thì không có cái quyển tạp chí nào ra có một lần thôi, đúng không? Đấy, ví dụ bạn làm như thế, chẳng hạn như là tạp chí thì có thể là tạp chí ra theo tuần, có thể tạp chí ra theo tháng, hoặc là nửa tháng, hoặc là theo quý. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì những cái style về màu một khi đã được áp dụng cho cái mục này của cái tạp chí số trước thì cái tạp chí số sau nó cũng sẽ tô đúng cái màu đấy. Cho nên là mình thay vì việc là phải đi tìm thì mình có thể đặt theo cái chuyên mục mà cái màu này nó được sử dụng, thì cái cách đấy là cách chấp nhận được. Đấy. Đấy, và như thế thì chúng ta có thể là đặt theo hai cách. Đấy, ưu tiên thì tôi xin nói lại nên một lần nữa là ưu tiên luôn luôn cố gắng ưu tiên theo tham số màu đấy, nhưng cũng có thể chấp nhận một phương pháp đó là đặt tên, nhưng đặt tên thì nên đặt tên theo cái màu mà nó dành cho chuyên mục nào hoặc là mục tiêu nào đấy rất là cụ thể đấy. Và sau đấy thì chúng ta đặt tên xong thì chúng ta nhấp OK, chúng ta chấp nhận cái sự thay đổi đó. Tuy nhiên thì chúng ta còn có một cái cách làm nữa, đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái sự chạy màu, tạo ra một cái sự tương tác giữa màu sắc ở trong bài. Ví dụ màu sắc ở trong bài có thể là màu nền nếu như bài đặt trên nền, có thể là màu sắc ở trong tiêu đề tiếp bài đó, và tương tác với lại cái màu ở trong ảnh. Một cái bài có thể là có ảnh đó, một cái bài có ảnh. Thế thì khi mà tôi đưa một cái ảnh vào đây đó, ví dụ tôi đưa một cái ảnh vào đây chẳng hạn, tôi đưa một cái ảnh vào đây, thế thì cái ảnh này của tôi nó sẽ có tông màu như này. Và bây giờ nếu như mà tôi đặt một cái mang set, hoặc là tôi làm một cái tiêu đề, ví dụ như thế này,
thì tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ lấy một cái màu nào đó mà nó từ cái ảnh để cho nó tạo ra một cái tông, hoặc là nó tông xuyên tông, tức là nó đi cùng với tông màu của cái ảnh, hoặc là nó mang tính gọi là đối lập. Đấy, trong hai cách nó đều là làm cho cái tiêu đề hoặc là cái manchette nó có cái sự hòa hợp hoặc là nó nổi bật, và nó có cái sự tương quan, nó có liên quan tới cái ảnh. Thế thì để mà mình làm những cái này thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó là chúng ta sẽ thường là ví dụ bồi đen cái chữ, hoặc nếu mà là không thì là chọn cái hình, đúng không? Sau đó thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ lấy mẫu màu. Lấy mẫu màu chúng ta có thể lấy mẫu ở đâu đó, đúng không? Và chúng ta sẽ đưa cái màu sang bên cái đối tượng được chọn, có thể là một hình vẽ hoặc là có thể là cái chữ đang được gì đây, đang được bôi đen đấy. Và sau khi mà chúng ta đưa vào cái này, chúng ta có thể điều chỉnh thêm một ít. Trước hết là hãy lấy màu từ cái bản gốc đã để cho nó có sự liên quan, sau đó thì chúng ta sẽ gia giảm thêm các thứ để chúng ta sẽ có được một cái màu mà nó phù hợp. Thế nhưng lưu ý một tí là như thế này, trong trường hợp mà chúng ta lấy màu ấy thì cũng cần phải kiểm tra lại một chút là cái ảnh của chúng ta nó đã là cái ảnh mà tuân theo chuẩn hay chưa. Tại vì nếu mà cái ảnh mà chúng ta vẫn đang để ở cái chế độ là RGB thì rõ ràng là cái màu chúng ta lấy ở đó ra nó cũng sẽ là màu RGB. Tôi lấy ví dụ là mình đưa màu vào chẳng hạn để mình kiểm tra, thì bạn sẽ thấy ngay là như này, tôi chọn đối tượng, sau đó thì tôi bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng New Trust này, thì nó sẽ lấy cái giá trị màu của cái ô này nó đưa vào trong cái bảng stretches này, và bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ báo cáo tham số đây rất là khác, đúng không? Cái màu trên nó đều có cái tham số là CMYK, còn ở dưới nó sẽ là RGB. Đấy cũng chính là cái lý do tại sao mà vừa nãy tôi có nói với bạn là khuyến cáo nên để cái màu ở cái giá trị tham số, tại vì giá trị tham số mình nhìn một cái thì mình sẽ nhìn rất rõ ngay cái nào là CMYK, cái nào là RGB. Cho nên là nếu mà mình để toàn là tên thì đôi lúc là mình sẽ hơi khó phân biệt được là cái nào là cái màu đúng chuẩn và cái nào là cái màu chưa đúng chuẩn. Tuy nhiên cũng có một cách nữa là chúng ta có thể quan sát ở cái icon ở phía sau này. Đối với những cái màu mà thuộc dạng là CMYK thì bạn sẽ thấy rằng phía sau của nó là một cái hình vuông mà nó chia ra làm bốn góc. Đấy. Thế còn cái RGB thì nó cũng là hình vuông nhưng mà nó chia làm ba dải dọc. Đấy, và bằng cách là quan sát một chút, để ý một chút cái đó thì chúng ta cũng có thể là phân biệt nhanh được là cái màu sắc này là cái màu nó đã đúng chuẩn hay chưa. Thế còn trường hợp mà chúng ta lấy màu mà nó chưa đúng chuẩn thì làm thế nào? Chúng ta convert, chúng ta xử lý cái ảnh này sang thành CMYK, rồi chúng ta lấy lại màu, hoặc là chúng ta làm thế nào? Thực ra thì như thế cũng được, hoặc không thì bạn có thể nhấp nút vào đây. Và bằng cách là bạn chọn cái color mode này, sổ danh sách ra và bạn chọn lại cho tôi cái chế độ của nó. Đây. Chuyển lại cho tôi sang thành CMYK thì nó sẽ tự động nó tính toán lại nếu chuyển sang CMYK thì cái này nó sẽ có giá trị như thế nào. Và bằng cách là sau khi chuyển sang, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh lại cái tham số làm sao cho nó quy về cái giá trị chuẩn đấy. Và đây đừng bao giờ để ở những cái trường hợp chuyển mà nó để như thế này, ví dụ kể cả 32 đã là một con số là không hợp lý lắm rồi, chứ không nói đến là 32,88 như thế này, đúng không? Đấy thì trong trường hợp này nó là thuộc dạng là 33 rồi, nó 33 thì chúng ta sẽ là làm tròn lên phía trên đấy. Thằng này thì mình cũng có thể là lên đến 20 ví dụ như thế. Thì đấy là cái màu mà mình sẽ sử dụng để mà mình lấy từ bài mẫu vào. Cách như thế này là cách nên làm, luôn luôn để ý chạy màu giữa cái ảnh và cái tiêu đề để cho nó có một sự tương quan với nhau, sự liên quan với nhau. Đấy. Tránh cái tình trạng màu của tiêu đề đi một đằng mà ảnh minh họa ở trong bài lại đi một nẻo, nó không có sự liên quan thì nó sẽ thiếu đi cái sự đồng bộ, thiếu đi cái sự hấp dẫn của cái bài mà mình trình bày. Đấy. Chưa nói đến bố cục, chưa nói tới nội dung nó tốt hay là không tốt, chỉ đơn giản rằng là màu sắc nó có hài hòa, nó có tạo thành một thể thống nhất ở trong cái bài mình làm hay không. Đó. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ là xử lý để mà chúng ta có được những cái màu.
Thế và đến đây thì chúng ta cũng lại xem thêm một cái vấn đề nữa như thế này, đó là khi mà mình làm việc thì mình thấy hầu hết đều là tô theo kiểu là tô solid, tức là một màu duy nhất. Ví dụ như này gọi là solid, như này gọi là solid, tức là một màu duy nhất, trên xuống dưới, trái sang phải, trong ra ngoài, ngoài vào trong, nó đều giống nhau cả. Nhưng cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng cần phải là tô theo kiểu là tô chuyền, tức là nhiều màu, từ như thế chúng ta có thể coi là từ hai màu trở lên. Vậy thì trong trường hợp đấy thì mình có tô được hay không, thì mình sẽ phải chuyển cái chế độ tô màu. Đây là kiểu tô solid là mặc định. Tuy nhiên nếu cần thì chúng ta còn có một cái biểu tượng ở giữa này nữa, đó là gradient. Gradient này thì là chúng ta sẽ tô theo kiểu màu chuyển. Và màu chuyển này thì mặc định nó sẽ là màu tiền, tức là màu đen và trắng. Đó. Đen và trắng là ưu tiên lúc đầu tiên. Còn nếu như mà chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn xử lý thì chúng ta cũng có thể là xử lý lại nó. Và bằng cách là chúng ta can thiệp vào cái này. Này. Để can thiệp vào cái màu tô chuyển thì chúng ta vào thao tác như sau. Nhấp chọn vào cái công cụ mà tô chuyển thì nó sẽ mở ra cái bảng gradient. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái những cái công cụ để giúp cho chúng ta điều chỉnh cái màu sắc ở đây. Thế thì trước hết là chúng ta quan sát, chúng ta xem là đang có bao nhiêu điểm điều khiển màu. Thì bạn nhìn ở đây thì bạn thấy có hai con trượt ở trên cái dãy màu mẫu này, và mỗi một con trượt này nó sẽ đại diện cho một cái màu mà đang tham dự vào trong cái phép tô chuyển này. Đây đang là đen và trắng đúng không? Nếu như bạn muốn thay một màu khác, bạn có thể nhấp đúp vào đây. Này. Là ví dụ bạn có thể là lấy một cái màu như thế này, chẳng hạn bạn muốn chuyển một cái màu khác, bạn có thể kéo bạn thả một cái màu từ trên cái ô màu này lại, kéo thả vào đây, và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là tạo ra những cái phép phối trộn giữa các màu. Nếu mà bạn không thích là hai màu nữa, bạn thích là ba màu, bốn màu cơ, thì chúng ta sẽ làm theo cách như thế này. Ở các khoảng cách trống như này, bạn muốn thêm một màu mới vào đâu thì bạn chỉ việc bấm vào cái điểm đó thôi, nó sẽ tạo ra thêm một cái điểm điều khiển nữa, và bằng cách là gia giảm thêm các màu vào đấy, hoặc không thì bạn cũng có thể là kéo thả trực tiếp như thế này. Đây, bạn có thể giải quyết theo bằng cách như thế này, bạn túm lên một cái màu của bạn, kéo bạn thả vào cái vị trí bạn muốn thì nó cũng sẽ tạo ra thêm một cái điểm điều khiển màu cho bạn đấy. Thế và nếu như mà mình muốn thay đổi vị trí thì đây mình có thể kéo con trượt này để mình hoán đổi các màu đó, hoặc là mình có thể bấm vào reverse. Reverse ở đây là nó sẽ đảo ngược, đảo một chiều. Ví dụ bạn quan sát bây giờ đang màu đỏ đang nằm ở bên cạnh trái nhé, màu xanh đang là nằm bên cạnh phải, tôi bấm vào cái nút reverse thì nó đảo ngược chiều của cái dãy màu này. Di dịch màu ở trên này thì nó cũng sẽ di dịch màu ở trên cái đối tượng đang được tô. Và chúng ta còn có thêm một cái lựa chọn nữa, đó là các cái kiểu tô. Thì trong cái kiểu tô chuyển thì chúng ta sẽ có hai kiểu là linear và radiant. Trong đó linear thì nó sẽ tô theo đường thẳng, có nghĩa là các vạch thẳng cứ nối dần nhau, chuyển dần từ một màu sang màu kia. Thế còn radiant thì nó sẽ theo cái kiểu gọi là vòng tròn màu. Đấy. Các màu bao lấy nhau và hòa trộn với nhau theo từng bước, là các bước chuyển hình tròn, giống như là chúng ta ném một cái viên đá xuống mặt nước, nó lan trộn vào nhau theo các bước sóng hình tròn, thì cái cách phối màu nó cũng tương tự như vậy đó. Đấy là cái phương pháp mà tô chuyển màu. Thế và ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là thêm vào, thì vừa nãy là chúng ta đã hướng dẫn nhau rồi đúng không, thêm vào chúng ta đã hướng dẫn nhau rồi. Và bây giờ tôi bớt đi thì bớt thế nào?
bớt đi thì tôi chỉ cần là bấm vào cái màu mà tôi không muốn, đúng không? Kéo nó xuống, giật nó ra khỏi cái dãy màu đó. Thì bằng cách đó thì chúng ta có thể là tô màu mới bằng cách là pha trộn thêm, đúng không? Thế và như thế là chúng ta đã biết thêm được cái phương pháp là tô cái màu chuyển đó, tô màu chuyển rồi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta xem thêm một cái trường hợp này nữa, đó là trước đây thì cái việc mà tô màu chuyển là nó chỉ dành cho phần bề mặt thôi nhé, nó chỉ dành cho phần bề mặt của đối tượng thôi. Nhưng mà ở các cái phiên bản gần đây thì từ bản CS5, CS6 gì đó thì bắt đầu là nó đưa ra cái cải tiến, đó là nó chấp nhận cả cái đường viền cũng có thể là được quyền tô màu chuyển đấy, chứ không phải riêng gì đối với bề mặt. Trước đây là đường viền chỉ được phép tô một màu, tức là nó chỉ chấp nhận cách tô solid thôi. Nhưng mà đối với các cái phiên bản gần đây là bắt đầu đưa ra thêm cái tiện ích là cho phép chúng ta tô được cả đường viền nữa. Thế thì đấy là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Thế bây giờ quay trở lại với lại cái phương pháp mà tô như thế này thì chúng ta lại xem thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái màu mà chúng ta pha trộn ra và chúng ta có đưa nó được vào trong cái thư viện này không. Vừa rồi tôi đã chứng minh với bạn là cái cách mà chúng ta pha trộn, chúng ta tạo mới màu, chúng ta đo màu và chúng ta đưa nó vào trong cái bảng swatches này rồi, đúng không? Thế nhưng bây giờ nếu mà tôi đưa nó vào trong bảng này thì tôi có đưa được cái màu tôi chuyển vào đây không? Thì đây tôi cũng chọn này và tôi lại bấm vào gì đấy, tôi bấm vào bảng new swatches này thì nó sẽ đưa cái gradient này vào đây. Đấy, nó đưa cái gradient này vào đây. Như vậy là nó cho phép chúng ta ép thêm những cái màu mà chúng, những mẫu màu mà chúng đã tô, chúng ta đã pha vào trong thư viện. Đấy, để làm gì? Để chúng ta có thể là tái sử dụng lại trong các cái trường hợp khác nữa. Và chúng ta có thể là phân chia ra, hoặc là để lẫn cả màu solid lẫn màu gradient, hoặc là các bạn có thể sổ cái danh sách này ra. Đây, nhìn câu này, bấm vào đây thì chúng ta sẽ có một số cái này, show all swatches thì có bao nhiêu màu, có bao nhiêu màu thì nó sẽ để hết tất cả vào trong này đấy. Còn show color swatches thì nó sẽ chỉ để màu solid cho bạn thôi, đúng không? Còn chúng ta để show gradient thì nó sẽ chỉ để thế đấy, màu chuyển thôi đó. Show color group thì lúc này tức là chúng ta đã xây dựng thành những cái nhóm màu rồi thì lúc đó nó sẽ sắp xếp theo những cái màu theo nhóm. Ở đây chính cái màu theo nhóm là cái dạng này, new color group, tức là một cặp chứa mà chúng ta muốn cất cái màu nào vào trong đó thì chúng ta kéo thả vào trong đó. Thực ra thì trong thiết kế, đối với thiết kế mà làm dàn sách báo tạp chí thì màu nó cũng không có quá nhiều đâu, nó tương đối đơn giản hơn so với lại các cái chương trình khác. Chỉ có điều là nếu như bạn mà cùng một lúc bạn làm cho nhiều tạp chí hay là làm cho nhiều báo chẳng hạn thì lúc đó bạn nên có một cái sự quản lý riêng ra, những cái màu nào bạn hay làm cho cái báo A, màu nào bạn hay làm cho nhà xuất bản B, vân vân, thì nó sẽ có cái tông riêng của nó. Và lúc đó thì chúng ta nên cất nó vào trong các cái thư viện, các cái kẹp khác nhau, và làm việc với cái nhà xuất bản nào, làm việc với lại tờ báo nào thì mình sẽ lấy cái bảng màu đó ra. Thế thì đến đây thì mình lại nói thêm một cái vấn đề đó nữa là cái báo hoặc là tạp chí hoặc là bản tin, đúng không? Những cái thứ đó nó là cái thứ mà nó mang tính lặp đi lặp lại rất là nhiều. Thì lúc đầu tiên thì bạn thấy rằng là lúc chúng ta mới mở một cái tài liệu vào ban đầu thì nó có rất ít màu thôi, và trong cái quá trình làm thì chúng ta mới bổ sung dần những cái màu trong cái quá trình chúng ta làm vào trong cái bảng màu này. Vậy thì nếu như những cái đó mà nó lại thuộc về cái nhóm mà được lặp đi lặp lại ở trong các số báo hoặc tạp chí hoặc là bản tin khác nhau thì như thế nào?
thì cứ mỗi lần như thế là chúng ta lại phải hì hụi, chúng ta lại mở ra, chúng ta lại pha lại hay là như thế nào, thì không phải, nó có tính kế thừa rất là tốt. Đó là sau khi mà chúng ta làm ra được một cái sản phẩm pha màu tỷ lệ như thế nào đó rồi mà chúng ta hài lòng, chúng ta đã lưu ở đây, thì chúng ta có thể là tái sử dụng nó trong các cái phiên làm việc sau với các số tài liệu sau. Và cách làm chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta lưu cái số mà hôm nay chúng ta làm lại, ví dụ như là bây giờ tôi đặt tên là báo 1 nhé, hay là số 1 nhé, ví dụ số 1. Thế thì bây giờ tôi đã làm xong đúng không? Bây giờ tôi đóng cái thằng này lại, hôm nay tôi giải quyết, tôi dàn xong cái tờ này rồi hoặc là cái quyển này rồi, đến ngày mai tôi tạo cái số 2 đó. Tôi tạo cái số 2 thì rõ ràng bạn lại nhìn lại cái hộp màu cái này, nó lại trở nên ít thảm hại luôn, có vài màu rất là cơ bản thôi. Thế và lúc này thì nếu như mà chúng ta không biết cách, chúng ta sẽ buộc lọ mọ, chúng ta lại mở lại cái bảng số 1. Sau đó thì chúng ta lại bấm vào hoặc là chúng ta xem là các màu mà chúng ta muốn nó là nó chỉ số là làm sao, đúng không? Và chúng ta lại phải ngồi chúng ta đo đo pha pha trộn trộn lại. Thì tất nhiên công làm một cái màu như thế mà cái tỷ số màu, cái tỷ lệ màu nó đã có thì cũng không phải là quá lâu, nhưng mà rõ ràng đấy là một việc mất thì giờ, tại vì là đến số nào cũng phải làm lại như thế thì rất là khó chịu. Thế thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách là chúng ta nhập cái thư viện màu mà đã được tạo từ số trước vào cái tài liệu mới của chúng ta. Và cách làm thì chúng ta sẽ làm như sau: các bạn mở cái cửa sổ Swatches này ra, và lúc này thì chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên ở góc trên bên phải. Chúng ta sẽ chọn cái lệnh gọi là lệnh load Swatches. Bằng cách này thì chúng ta sẽ chỉ cho chương trình nó biết rằng là cái tài liệu nào sẽ được coi là tài liệu mẫu để lấy màu. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái màu đỏ. Đây, ví dụ tôi đang làm số 2, bây giờ tôi quay trở lại thằng số 1 để tôi lấy mẫu. Bấm vào đây, Open. Thì bạn sẽ thấy rằng sau khi mà tôi chọn xong thì một số màu mà tôi thêm bước vào trong cái quá trình mà tôi đã làm của buổi hôm trước đó, nó đã được bổ sung vào đây, ví dụ như cái New Gradient Swatch hoặc là cái C35M20 Y0K0 này, đấy chính là cái bài mà hôm trước mà tôi đã pha màu đó. Và bằng cách như thế thì đấy là những cái màu mà dành cho tiêu đề, đấy là những màu dành cho nền hoặc vân vân, là chúng ta có thể là xử lý được. Và có một cái mọi người cũng để ý một tí là cái này nó không có tham số đó, nó chỉ là new gradient strut vân vân, chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên ABC đó, tại vì là chúng ta không thể nào mà liệt kê hết được các tham số màu ở đây, tại vì một cái bài màu tô chuyển có thể là nó chỉ có 2 màu thôi, nhưng nếu mà 2 màu đặt theo cả một dãy màu như thế là 2 màu thì sẽ phải là 8 ký tự đó, 8 lượt là C bao nhiêu, M bao nhiêu, Y bao nhiêu, K bao nhiêu, xong lại thêm một cái vạch nối nữa để giải quyết mô tả cái màu thứ hai để pha trộn, nhưng mà như thế thì cũng không nói hết được vấn đề đấy. Cho nên là thường cái này thì nó sẽ cho phép mô tả nhiều hơn là tham số, thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng lưu ý một tí. Thế là như thế là chúng ta đã biết thêm được cái cách thức để mà tạo màu solid đó, đo màu, làm tròn, add thêm một cái màu mới vào trong bảng swatches đó, chọn tô bề mặt hay là tô đường viền, tăng giảm cái tan, cái sắc độ của cái màu khi mà chúng ta tô đó, cộng thêm là tạo ra các màu tô chuyển, và thêm một cái khái niệm nữa là cái sự nhại màu, đo màu hoặc là chạy màu từ các cái thành phần ở trong một cái bài, từ ảnh ra các cái tiêu đề hoặc là ra nền và ra các thứ liên quan khác ở trong bài là như thế nào. Thì đấy là một số các vấn đề về màu chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta làm việc ở trên nền InDesign.